Hyundai Creta mẫu xe 5 chỗ gầm cao. Đây là phiên bản cao cấp nha. Và trong video clip hôm nay thì Niềm sẽ chỉ nói về những điểm nổi bật trên dòng xe của chúng ta. Đầu tiên thì xin mời quý vị và các bạn quan sát trực diện phía trước đầu xe. Chúng ta sẽ có đèn LED định vị nhận diện ban ngày, hay còn gọi là đèn dummy, đèn sương mù á. Đó. Bên cạnh đó là đèn chiếu sáng của chúng ta là đèn LED nha, LED tự động. Xe sẽ tự động cảm thụ cái nhiệt độ ánh sáng bên ngoài, thì xe sẽ tự động bật tắt luôn. Đây là một cái tính năng rất là thông minh trên cụm đèn được thiết kế trên chiếc Hyundai Creta. Bên cạnh đó là đèn xi nhan, đèn xin ưu tiên á, đó. Thì sẽ cho cái ánh sáng màu vàng. Đây cũng là đèn LED luôn nha quý anh chị em mình. Coi như là đèn chiếu sáng là trước sau là đèn LED. Đó. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có cái phần mặt lưới ga lăng ha. Được sơn bóng nha. Màu này quý vị có thể là gọi là màu đen cũng được, hay là màu xám cũng được, ghi xám cũng được. Được sơn bóng, sơn tĩnh điện á. Nhìn rất là sang trọng nha quý vị. Cộng với cái logo được mạ chrome sáng bóng. Và cái phần trên cản nè ha. Nguyên cái khung này đây là được xi mạ, cái màu sơn này là cái màu bạc nha. Nhìn rất là sang trọng. Nhìn giống như là khung chữ H vậy đó. Và cái phần cản này đây, cái này là màu xám kim loại. Mình cũng có thể là gọi là ghi ánh thép cũng được. Cái phần nắp capo cũng như phía trước đầu xe thì có nhiều cái điểm được thiết kế gần guốc ha. Những cái đường cua, những cái hốc tạo nên cái sự gần guốc, giúp cho xe sẽ hoạt động tốt hơn khi mà mình đi ở tốc độ cao, mình đi đường trường nữa đó. Đó thì khí động học, gió nó sẽ lướt tốt. Bên cạnh đó là mình sẽ thấy cái phần đầu xe nó trường ra, trường dài ra, và cái phần thân xe cũng vậy ha, được kéo dài ra, cho cảm giác là cái chiếc Creta 5 chỗ gầm cao, xe cao ráo, rộng rãi. Và những cái chi tiết được sơn đen, sơn mà dạng sơn đen bóng tĩnh điện á, đó giống như là cái phần phía trên này đây. Cái phần trụ nè, ngay cái nẹp này là được sơn đen bóng, nhưng ha, sơn đen bóng nhìn rất là sang. Cộng với là gì? Cộng với là cái phần này được sơn màu bạc nha. Bạc nhũ á, nhìn rất là sáng. Cái này không phải là mạ chrome nhưng mà sơn cái màu nhũ bạc rất là sáng. Cái nẹp nè. Vuốt dài ở đây. Mình nhìn thấy cái đó ha, nhìn thấy cái phần nẹp vuốt đó nhìn rất là sang trọng nha. Vuốt nguyên một cái mảng này luôn. Vị trí này là đổ xăng nha, nắp xăng. Rồi chúng ta sẽ có gì? Tay nắm cửa là được mạ chrome nè. Và có nút bấm đóng mở cửa. Và những cái đường chỉ nè là được sơn đen. Sơn đen bóng có và đen nhám cũng có luôn ha. Không có mạ chrome nhưng mà sơn đen nha. Những cái chỉ nè. Rồi mình sẽ quan sát đèn hậu phía sau. Ha. LED luôn nha. LED luôn, cực kỳ sáng nha. Đó. Nhìn rất bắt mắt nha quý vị. Đèn LED nha. Nè, bóng xi nhan nè. Ha, cho mình cái ánh sáng màu vàng nha. Nhìn rất đẹp. Đây quý vị có thể quan sát tổng thể cái thân hình của cái xe 5 chỗ, nhìn thấy cũng khá lực lưỡng, cao ráo nha. Đó, khá lực lưỡng. Thỉnh thoảng thì mình sẽ hay gặp cái dòng xe Creta này lưu thông trên đường. Nói chung là mình xài gia đình, mình xài 5 chỗ mà muốn gầm cao thì sắm cái Creta này tuyệt vời nha quý vị. Ok. Trên tay của Niềm là chìa khóa của xe nè. Có đóng cửa mở cửa nè, và có khởi động từ xa luôn nha. Xe của mình là có mở cấp sau luôn, chìa khóa smart key thông minh. Có khởi động từ xa luôn nha, coi như là mình đứng ở khoảng cách khoảng 50m thì mình có thể là nổ máy được nha. Rõ ràng đây là mẫu xe hàng nhưng mà chúng ta thấy cái sự gân guốc, mạnh khỏe, cơ bắp của chiếc xe từ thiết kế ở đằng trước đầu xe cho đến là phía sau ha, kéo dài luôn đó, từ đằng trước kéo dài ra đến đằng sau luôn. Quý vị có thể thấy là những cái hõm là những cái đường thiết kế mõm ốp sát vô trong thân xe, tạo nên những cái đường gân guốc cơ bắp nó nổi ra cuồn cuộn lên đó. Rõ ràng đây là một cái thiết kế mang cái tính khí động học rất là cao.
khi mà xe đi ở tốc độ đó, đi ở đường trường rồi đó, đó thì xe sẽ lướt gió và núp gió tốt. Bên cạnh đó là cái tiếng ồn từ bên ngoài, từ không khí, từ tiếng gió bên ngoài sẽ hạn chế đáng kể, giúp cho người ngồi ở bên trong xe sẽ cảm nhận được cái sự êm ái của chiếc xe Rheta. Những cái xe mà thiết kế như thế này nha, rất là cầu kỳ nha. Nhưng mà ngược lại là gì? Cái độ cứng cáp ha, cái độ cứng cáp. Cộng thêm nữa là nó sẽ lướt gió cực kỳ tốt luôn, hạn chế tiếng ồn tác động vào nội thất bên trong. Rồi, tiếp theo thì chúng ta sẽ có, đây, Niệm sẽ bấm thử cái đèn nha. Đây ha. Chúng ta sẽ có cụm đèn hậu là đèn LED luôn nha. Coi như là đèn phía trước là đèn LED, phía sau này cũng là đèn LED luôn, coi như là đèn full LED. Và phía sau cái phần mông xe, quý vị có thể thấy mặc dù mẫu Rheta không quá là nổi bật nha, nhưng mà mình khi mà lưu thông trên đường mình vẫn thường xuyên thấy những cái chiếc Rheta xuất hiện ở trên đường ha. Phía sau này được mạ crôm nè, nhìn cũng rất là sang sáng bóng luôn. Và theo như quan sát của Niệm thì phía sau này chúng ta sẽ có ba cái nút cảm biến nha. Đèn phanh là cái bóng halogen ha. Phía sau này mình sẽ có ba cái nút cảm biến nè. Và cái vị trí này là được sơn màu đen nhám. Cái phần cản sau là màu ghi thép nha, màu xám kim loại á đó. Và cái phần cản sau này là bằng thép luôn nha. Và một điều chúng ta không thể nào phủ nhận đó chính là cái khoảng sáng gầm xe cộng với cái góc thoát ở phía sau cực kỳ cao ráo và thông thoáng luôn ha. Khoảng sáng gầm xe của chiếc này là tới 200 mm, mặc dù là xe 5 chỗ nhưng mà khoảng sáng gầm xe đôi khi là còn cao hơn cả cái mẫu xe 7 chỗ nữa quý vị đó, tuyệt vời luôn. Rồi, phía sau này thì có camera gear nha, và có anten quay cá mập được sơn màu đen bóng luôn. Một cái cốp khá rộng rãi nha quý vị ha, khá rộng rãi luôn, coi như là mình mua mình xài gia đình đó, 5 chỗ thì mình lấy Rheta này đây là ngon, ngon lạnh cành đào nhé. Rồi bây giờ Niệm sẽ thử gặp lại luôn ha. Đó, sau khi mà chúng ta gặp luôn cái băng ghế thứ hai đây, sau khi mà Niệm gặp cái băng ghế thứ hai nè, cái này là nó cắn cái độ tựa đầu đó, cho nên là nó sẽ mô lên ha. Coi như là mình gặp cái băng ghế thứ hai thì mình sẽ có một cái diện tích để mình để đồ khá là rộng rãi nha. Đây, quý vị quan sát tổng thể ở phía sau nè. Và ở phía sau này chúng ta sẽ có đèn luôn nha, đèn cốp nè. Và bên đây sẽ có cái loa nè ha, loa bô ở đây nè. Rồi mình sẽ bật cái này lên. Lớp dự phòng đã ở đây. Và cái phần cái cốp sau nè, cái vị trí này nó mô ra nè, đó quý vị có thể thấy ha, nó mô ra, đồng nghĩa với việc là cái cốp xe sẽ rộng nha. Phía sau cái phần yên ngựa nè, Niệm thấy là có cái cửa sổ gió máy điều hòa và một cái cổng sạc tay A. Đây có đèn, và có tay nắm ha. Ghế là nội thất là ghế da nha, ghế da và có đục lỗ thoáng khí hết. Một cái cổng tay A nè, rồi cửa sổ gió máy điều hòa nè, những cái túi để đồ vô đây ha. Này nội thất nó trần màu kem. Ở đây mình ngồi ba người nha, mình đi hai người thì mình bật cái này xuống đó thành cái bệ tiện tay. Rồi rất rộng nha, ngồi ở cái băng phía sau này rất rộng. Sẵn là Niệm quay luôn cái lớp nè ha. Cái mâm là phay hai màu nha, màu này là có thể là gọi là màu ghi thép, ghi bóng đó, cộng với này là sáng bóng trắng ha. Lớp vỏ là cơm hô đó. Và cái thông số này, để mình coi cái thông số coi. Đây, mâm 17 nha. Cái lớp vỏ là 215/60R17. Cái viền ha. Cái viền này đây là 17, mâm 17 inch đó.
có cảm biến áp suất lốp trên 4 bánh xe luôn nha, phanh trước phanh sau là phanh đĩa. Trên 4 bánh xe là có cảm biến áp suất lốp hết. Cả hàng ghế trước nè là có thổi gió là mát luôn. Cho ghế lái và ghế phụ luôn nha. Còn thổi gió là mát luôn, quá đã ha. À, xe là có luôn cái con mắt ở phía trên kính chắn gió này đây. À, có định tâm làn đường rồi luôn đó. Đó. Và cảm nhận của em khi mà cầm vô cái vô lăng này, à vô lăng này là được bọc da và may chỉ khâu nha, 4 chấu. Thì mình ngồi ở cái vị trí là ghế lái này đây. Thì mình thấy là cái góc quan sát của mình nó rất là ok nha. Ha, rất ok. Bởi vì cái ưu điểm của cái xe này là gầm cao. À, gầm cao. Ghế im. Có tới 6 cái túi khí và 8 cái lò bô, lo hiệu cao cấp, tuyệt vời. Niềm thì thật ra không có quan trọng cái vụ mà ghế lái là chỉnh cơ hay là chỉnh điện. À, nếu như mà cho sự chọn lựa nha, thì niềm vẫn thích là cái ghế chỉnh cơ bình thường thôi. Còn thay vì đầu tư cho cái option, cái phần mà chỉnh điện á, thì đầu tư cho những cái tiện nghi tiện ích khác thì mình thấy nó sẽ ok hơn. Ví dụ như là đầu tư cho cái trang bị mà an toàn cho lái xe rồi đó, đó thì mình thấy ok hơn. Còn ghế chỉnh cơ hay chỉnh điện thì thật ra nó không quan trọng. Đó. Tại vì mình chỉ cần thao tác nó nhẹ nhàng thôi chứ đâu có gì đâu. Rồi, ở vị trí này chúng ta sẽ có là cân bằng điện tử nè, chống chân trượt rồi nè. À, ghế nè, ghế là có thổi gió làm mát cho ghế trước luôn nha. Bộ ghế rất là xịn nha quý vị. Rất xịn luôn. Rồi, đây rồi, quay luôn cái bộ lăng nè. Bộ lăng là 4 chấu nha. À, có cái biểu tượng là định tâm làn đường chống lệch làn nè, và ga tự động hành trình thích ứng. Đó. Có hỗ trợ phanh ha, và có cảnh báo phòng tránh va chạm đâu luôn. Đó. Đây là đèn chiếu sáng là auto là tự động nè. Và cái màn hình đây mình sẽ lên chìa khóa. Cái màn hình cảm ứng nha, màn hình này là kết nối điện thoại rồi luôn. Ở đây. Đó. Cái màn hình này là tới 10.25 inch, màn hình đa thông tin nè. Ha, và có những cái biểu tượng là giữ khoảng cách nè, định tâm làn đường nè, rồi hỗ trợ lực phanh khẩn cấp rồi nè, chống lệch làn rồi luôn. À, và ở đây. Màn hình giải trí này là cũng là 10.25 inch cảm ứng nha. Có bản đồ luôn ha. Có bản đồ luôn. Đó, bản đồ chỉ đường dẫn đường luôn. Rồi mình có thể là tìm kiếm và mình cũng có thể là cài đặt nha. Rất là nhiều. Rồi, máy điều hòa là tự động nha, auto. À, tự động. Và chúng ta sẽ có hai cái cổng sạc. À, một cái cổng là chúng ta có thể là cắm cái cáp USB để nghe nhạc, một cái cổng tay A. À, cần số đây được bọc da ha. À, wheel camera, đây camera da hỗ trợ mình lùi xe. Và đây cái biểu tượng là thổi gió làm mát nè, đây nè, cho cái hàng ghế phía trước nè, đó hai bên. À, số của chúng ta là số hộp số là CVT nha, số tự động vô cấp, có phanh tay điện tử nè, auto hold nè. Đây cái cốp này đựng đồ thôi ha. Rồi ghế đây, cái phần này cũng được may, nó giống như là da vậy đó, nhưng mà này không phải da, cái này nó là simili nhựa cao cấp rồi. Đó, lò bâu nè, lò hiệu bâu ha. Ở đây là có cái con mắt là định tâm làn đường nha, trên này nè. Đó. Theo như niềm thấy á, một cái chiếc xe 5 chỗ như thế này đây thì 6 túi khí là quá là tuyệt vời nha. Cộng thêm cái nữa là gì? 8 cái lò hiệu bô cao cấp. Đó, là mình xài gia đình là tuyệt vời. Đây là những cái điểm nổi bật của xe. Đây nút đề nổ start-stop nè. Đó, khi mà niềm đóng cửa lại mà niềm chưa có tắt cái nguồn điện á, thì xe sẽ báo cái âm thanh pin kéo dài khoảng 5 giây để cho biết là xe còn chưa có tắt nguồn điện ha. Đây cũng là một cái tính năng thông minh được trang bị theo xe. Và Hyundai Creta thì sử dụng động cơ máy xăng 1.5 sẽ cho công suất cực đại là tới 115 mã lực, hộp số tự động CVT vô cấp.
À, quá đẹp ha. Động cơ máy xăng 1.5 lít và phun kim kép nha. À, mỗi cái xi lanh là có tới hai cái kim ha, hai cái kim phun. À, sẽ giúp cho xe tiết kiệm nhiên liệu và đánh lửa tốt hơn, coi như là đốt sạch hết cái nhiên liệu khi mà nạp vô bồn đốt đó. Đó, phun nhiên liệu mà kiểu đa điểm đó, thì sẽ giúp cho xe phát huy được cái công suất tối đa. Động cơ dạng DOHC 16 oanh, có luôn cái công nghệ hỗ trợ lái xe an toàn, đó là cái công nghệ Hyundai Smart Sense. Gồm có là gì? Gồm có con mắt phía trên đó ha, kính chắn gió đó, có cái tác dụng là định tâm làn đường, chống lệch làn, hỗ trợ bấm làn đường. Bên cạnh đó là có hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, hỗ trợ phòng tránh va chạm với điểm mù, hỗ trợ phòng tránh va chạm khi mà mình lùi xe, hỗ trợ phòng tránh va chạm với người đi bộ, hỗ trợ phòng tránh va chạm phía trước, vân vân và vân vân. Rất là nhiều những cái tính năng an toàn trong cái gói Hyundai Smart Sense để hỗ trợ mình lái xe. Và quý vị và các bạn muốn xem xe hay là muốn biết thêm thông tin gì về xe hay là muốn mua xe thì có thể là alo cho Niềm. Số điện thoại Niềm sẽ để trên màn hình. Xin được trân trọng mến chào.